Thưa quý vị, sau những ngày cuối tuần có mưa dông với nền nhiệt tương đối dễ chịu, bắt đầu từ ngày hôm nay 25 tháng 5, miền Bắc sẽ tiếp tục đón một đợt nắng nóng mới trên diện rộng. So với ngày hôm qua, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tăng thêm khoảng 4 đến 5 độ, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 37 độ. Kiểu thời tiết này sẽ duy trì trên toàn vùng trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, vào ban đêm, nhất là các ngày 25 và 26 tháng 5, khu vực vùng núi vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung vẫn duy trì thời tiết nắng nóng với cường độ gay gắt hơn. Ngày hôm nay, tại Bắc Trung Bộ có mức nhiệt cao nhất trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Với mức nhiệt này, người dân có thể cảm nhận cái nóng cực kỳ gay gắt và khó chịu khi di chuyển trên các khu vực hấp thụ nhiệt lớn như đường bê tông, đường nhựa. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong những ngày nắng nóng gay gắt, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt là nguy cơ cháy rừng tại các tỉnh Trung Bộ.